dấu hiệu của tăng đường huyết là gì? Vâng, Sơn xin chào bà con. Thường thì tăng đường huyết nó có những cái triệu chứng thông dụng chúng ta hay thấy như thế này, đó là bị khát nước liên tục, tức là trong cơ thể chúng ta có quá nhiều đường huyết, nó phải thải ra ngoài qua đường thận. Chính vì vậy thận chúng ta phải làm việc và nó thải nước ra ngoài, đó sẽ làm cho chúng ta bị khát nước liên tục ha. Và trường hợp thứ hai là đói liên tục, tức là những cái lượng đường mà chúng ta nạp vào, năng lượng nạp vào cơ thể nhưng mà nó không giữ lại để nuôi cơ thể mà nó lại đào thải ra, nó làm cho chúng ta đói liên tục. Bệnh chúng ta càng nặng nhưng mà chúng ta vẫn càng đói cả nhà ha. Trường hợp thứ ba đó là chúng ta đi tiểu liên tục, như lúc nãy khi mà lượng đường trong máu nhiều, cơ thể nó cần đào thải ra ngoài, nó đều thải qua nước tiểu, nên là chúng ta sẽ đi tiểu thường xuyên và chúng ta khát nước, uống nước. Trường hợp thứ tư đó là giảm cân. Khi chúng ta đi tiểu nhiều thì chúng ta mất năng lượng rất là nhiều, nên mặc dù chúng ta nạp năng lượng vào nhưng mà chúng ta lại mất rất là nhiều, nên chúng ta sẽ bị sụt cân và có thể sụt cân rất là nhanh. Và trường hợp thứ năm đó là chân tay tê cứng. Đó là cái trường hợp mà chúng ta mất nhiều năng lượng và cái lượng đường trong máu quá nhiều, nó sẽ làm phá hủy đi các dây thần kinh, nó sẽ làm chân, ngón tay mình tê cứng. Đó là có thể chuyển sang những cái biến chứng nguy hiểm ở nhà ha. Và thứ sáu đó là giảm thị lực. Chúng ta mắt sẽ bị mờ, nhìn không rõ, nó giảm thị lực và nó ảnh hưởng tiểu đường, nó sẽ chuyển sang những cái bị bệnh, những biến chứng về mắt. Và tiếp theo nó sẽ là mệt mỏi, do cái lượng đường trong cơ thể không sử dụng đúng cách. Lúc mà chúng ta cần năng lượng thì nó lại không cung cấp được, nhưng mà nó lại đào thải ra, nó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, làm việc không hiệu quả. Và cái thứ tám đó là hay nhiễm trùng da, tức là do chúng ta đi tiểu quá nhiều thì cái cơ thể chúng ta bị mất nước, làm cho chuyến da chúng ta sẽ xấu đi và dễ bị nhiễm trùng da hơn. Cái bệnh tiểu đường rất là nguy hiểm, nó âm thầm, nên là chúng ta nên theo dõi thường xuyên để chúng ta biết được cái mức độ như thế nào, và chúng ta có thể điều chỉnh chế độ ăn uống, hoặc là chúng ta có thể dùng thuốc đều đặn. Nó giống như bệnh huyết áp vậy đó, nó cứ theo suốt như vậy, nên chúng ta phải theo dõi sức khỏe để điều chỉnh chế độ ăn uống và thuốc men cho phù hợp, để tránh trường hợp bị tăng đường huyết càng ngày càng nặng hoặc là bị hạ đường huyết gây hôn mê. Bà con mình có thể xem thêm các video trên kênh Sức Khỏe 60 Giây để hiểu thêm về vấn đề về tăng đường huyết, hạ đường huyết, huyết áp và một số cách lựa chọn thiết bị y tế và sử dụng thiết bị y tế tại nhà để chúng ta điều chỉnh cái bệnh này cho nó phù hợp hơn và hiệu quả hơn. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.